Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày gần đây, người dân trên địa bàn thị trấn Con Dương, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai liên tục phản ánh tình trạng hư hỏng trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn. Điều đáng nói, đoạn đường xảy ra hư hỏng thuộc dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vừa mới thi công xong. Ghi nhận tại hiện trường, đoạn từ km 132 km 133 quốc lộ 19 thuộc địa bàn thị trấn Con Dương, huyện Mang xảy ra cả chục điểm bong chóc mặt đường. Các vị trí hư hỏng này tạo thành các ổ gà đọng nước có đường kính từ 30 tới 40 cm, sâu khoảng từ 4 tới 5 cm và đang có xu hướng tiếp tục mở rộng thêm do lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Đáng chú ý, các vị trí hư hỏng này có một số điểm mới xuất hiện lần đầu. Tuy nhiên, nhiều vị trí khác là các hư hỏng tại các điểm hư hỏng trước đó được chắp vá nay lại tiếp tục hư hỏng ở vị trí cũ và lan rộng. Đối với các hư hỏng này, đại diện Ban Quản lý Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên thuộc Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nắm được thông tin đường hư hỏng và lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công khắc phục. Tuy nhiên, những ngày qua, thời tiết trên địa bàn có mưa nên chưa thể khắc phục sửa chữa. Được biết, dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng chiều dài 143,6 km qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Bình Định với tổng mức đầu tư khoảng 3.654 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 7, ông Đinh Ngọc Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, xác nhận vụ sập nhà vừa xảy ra trên địa bàn xã sau những ngày mưa kéo dài. Vụ việc xảy ra khoảng 4 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngôi nhà của một hộ dân tại thôn Đồng Vỡ, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai bất ngờ bị đổ sập. Thời điểm trên có 7 người đang ngủ trong nhà, nghe tiếng động và rung lắc, một người trong nhà đã phát hiện, hô hoán mọi người dậy và kịp thoát ra bên ngoài trước khi căn nhà sập xuống. Ông Sơn thông tin: "Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, ngôi nhà bị trượt do đất đồi lở chứ không phải đổ từ trên xuống nên những người trong ngôi nhà đã kịp thoát ra ngoài." Được biết căn nhà đổ sộ trên được xây dựng cách đây hơn một năm, hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng gia đình khắc phục hậu quả. Thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện website http://h5.hagencloud.net có máy chủ đặt tại nước ngoài với mục đích huy động vốn của người dân tại một số địa phương. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, hiện chỉ có 20 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh theo phương thức đa cấp. Hagen không có trong danh sách này. Trong đó có 12 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, trên không gian mạng xã hội Facebook, có một số hội nhóm cá nhân đăng bài viết liên quan đến hoạt động của Hagen AI như Hagen Cloud, Hagen Hỗ trợ 247, kiếm tiền online, có các tài khoản Facebook của một số cá nhân đăng bài viết với nội dung AI trí tuệ nhân tạo, ngành công nghệ số 1 thế giới có mặt tại Việt Nam. Hagen Cloud, nâng tầm quốc tế Hagen, đăng ký điểm danh cũng có tiền. Để nhằm đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của nhân dân, nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hợp pháp, ngăn ngừa và hạn chế tối đa các hành vi, biểu hiện tiêu cực, đồng thời tuyên truyền đến người dân các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp và chỉ thị số 02 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp, quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ, lừa đảo người dân tham gia vào hoạt động mua bán hàng đa cấp trái pháp luật, tập trung vào đối tượng phụ nữ, người già, cán bộ hưu trí nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân, thông báo công khai các doanh nghiệp được nhà nước cấp phép kinh doanh theo phương thức đa cấp đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Sở Công Thương chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công Thương thu hồi giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động kinh doanh đa cấp có sai phạm nghiêm trọng, dấu hiệu lừa đảo, kết hợp việc kiểm tra với phổ biến tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, khoa hồi sức cấp cứu ngoại chấn thương, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tiếp nhận hơn 60 công nhân
đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Pinyuan Việt Nam, khu công nghiệp Nam Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhập viện. Một bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Đồng Phú cho biết, khi nhập viện, các bệnh nhân đều có các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm như tiêu chảy, nôn ói. Thông tin từ một số công nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn Pinyuan Việt Nam cho biết, bữa ăn trưa hôm nay có các món ăn mặn như thịt kho đậu hũ, sườn kho dứa, canh rau. So với trước đây, bữa cơm hôm nay khác hơn, cơm có mùi hôi, nhớt, ăn vào mắc ói. Sau đó hàng loạt công nhân đã phải nhập viện. Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Phú đã có mặt tại trung tâm y tế huyện để thăm hỏi các công nhân. Về tình hình sức khỏe các công nhân, ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú cho biết, tổng cộng có 63 công nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện Đồng Phú, trong đó có 48 ca đang theo dõi và điều trị, 15 ca nhẹ hơn đã ổn và ra về. Ông Nguyễn Thành Phương cũng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã chỉ đạo trung tâm y tế tập trung lực lượng cấp cứu điều trị cho các công nhân, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xác minh nguyên nhân. Khi có kết quả, huyện sẽ có thông báo cũng như hướng xử lý cụ thể. Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, đây là vụ nghi ngộ độc đầu tiên trong 3 năm qua. Huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ cơ sở kinh doanh thực phẩm, không để sự việc tương tự tái diễn. Ngày 23 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Lực, 51 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh, để điều tra về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Theo điều tra, ngày 21 tháng 10 năm 2023, anh NVA, 38 tuổi, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, sử dụng app của ngân hàng BIDV chuyển nhầm 3 lần đến tài khoản cá nhân của Nguyễn Tiến Lực với tổng số tiền 484 triệu đồng. Sau khi phát hiện nhầm lẫn, anh A đã tìm cách liên hệ với Lực để nhận lại số tiền đã chuyển nhưng không được trả lời. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2023, mặc dù biết số tiền trên do người khác chuyển nhầm nhưng Lực không liên hệ với ngân hàng hay cơ quan chức năng để trả lại mà dùng hết để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngày 25 tháng 3 năm 2024, anh A nghi ngờ Lực cố tình chiếm đoạt số tiền trên nên đã đến công an thị xã Phú Mỹ làm đơn tố giác về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản. Sau quá trình xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Lực để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 tổ chức sáng ngày 23 tháng 7, có ý kiến phản ánh về việc tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng nhiều người dân không canh được suất mua vàng trực tuyến. Trong khi đó, khi tìm kiếm trên mạng, không thiếu những người giao bán suất mua vàng với giá chênh 500-800 nghìn đồng trên suất. Trả lời về vấn đề này, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận có tình trạng người dân khó mua vàng trực tuyến trong những ngày qua. Tuy nhiên, theo phản ánh từ các đơn vị trong những ngày gần đây, đặc biệt là ngày hôm qua, đã có những người đặt lệnh mua và không đến lấy vàng. Điều này thể hiện rõ nhu cầu của thị trường đạt đến một mức độ nhất định. Ông Tuấn thông tin, về hướng xử lý, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan quản lý đã nắm được tình trạng này và có biện pháp đề nghị các ngân hàng thương mại và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tại một số địa phương có biện pháp ngăn chặn phù hợp. Cũng tại cuộc họp, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhìn nhận trong thời gian qua, thị trường vàng là vấn đề rất nóng khi giá vàng miếng SJC chênh lệch ở mức cao so với giá vàng thế giới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 9 phiên đấu thầu. Tuy nhiên, khi đánh giá lại thì thấy phương án này không hiệu quả, không có nhiều tác dụng trong việc giảm chênh lệch giá vàng miếng SJC. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển đổi sang hình thức bán trực tiếp cho người dân thông qua 4 ngân hàng thương mại và công ty SJC. Theo ông Tú, cơ chế này đã bước đầu phát huy hiệu quả, giúp kiểm soát giá vàng SJC so với giá vàng thế giới và hạn chế việc chênh lệch giá quá lớn, duy trì ở mức độ hợp lý. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những chính sách trước mắt, còn về lâu dài, làm sao để có giải pháp căn cơ phù hợp là vấn đề khó. Ông nhấn mạnh và cho biết, Ngân hàng Nhà nước cùng các bộ ngành chức năng đang nghiên cứu để xây dựng chính sách hợp lý trong thời gian tới đối với quản lý thị trường vàng. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh, những việc thuộc vai trò quản lý nhà nước thì dứt khoát phải tiếp tục quản lý, còn những gì thuộc về thị trường sẽ tạo điều kiện cho thị trường được thông thoáng. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, không có chuyện cấm dừng hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ mùng 1 tháng 7 năm 2025. Theo vụ bảo hiểm xã hội, hiện có khoảng 18 triệu người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025. Những người này có quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần, còn những người tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 trở đi vẫn có quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong 4 trường hợp sau: đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm, ra nước ngoài để định cư, đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS, có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Đối tượng khác được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm. Người lao động không hưởng bảo hiểm một lần
mà bảo lưu thời gian đóng để tiếp tục tham gia thì có cơ hội được thụ hưởng các quyền lợi cao hơn. Khi tiếp tục tham gia hưởng các chế độ với mức hưởng cao hơn, được hưởng lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn.